Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 11 tháng 5, chúng tôi sẽ lại mang đến cho quý vị và bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là cập nhật về thông tin thị trường, giá cả sản xuất nông sản trong nước đáng chú ý. Và sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Giá ớt sừng giảm mạnh, nông dân lỗ công chăm sóc. Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lạc Dương trồng rau hữu cơ phát triển kinh tế gia đình. Trồng cây cù nèo giúp nông dân hái ra tiền. Chuyện nhà nông, phát triển cây dược liệu trên vùng đất Hờ Bang Gia Lai. Khẳng định thế mạnh dịp Hà Châu tại huyện Cát Tiên. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Mở đầu chương trình tối nay là một thông tin kém vui với bà con trồng ớt sừng. Theo đó, nhiều bà con nông dân chuyên canh ớt sừng tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà cho biết giá ớt hiện đang giảm mạnh. Theo các hộ dân, từ tháng 2 tới đầu tháng 4 năm 2019, thương lái mua ớt sừng tại vườn tăng vọt lên mức 30.000 đồng một ký ớt tươi. Tuy nhiên, nay chỉ còn khoảng 16.000 đồng một ký. Bình quân một sào ớt, người dân lỗ từ 10 đến 15 triệu đồng. Trong khi đó, giá ớt hiểm các thương lái thu mua ở mức từ 5.500 đến 6.500 đồng một ký tại vườn, giảm 50% giá so với cách đây 2 đến 3 tháng. Theo bà con nông dân, với giá này chỉ đủ tiền chi phí giống, phân bón, thuốc trừ sâu, riêng công chăm sóc xem như mất trắng. Qua khảo sát thì một số chủ đại lý thu mua ớt ở Đơn Dương cho biết, nguyên nhân làm giá ớt rất mạnh là do diện tích ớt trồng tại các tỉnh phía Nam liên tục tăng hơn so với mọi năm, khiến nguồn cung vượt cầu. Trong khi chỉ cần thị trường Trung Quốc ngừng mua hàng sẽ khiến giá ớt lao dốc. Chuyển qua một thông tin đáng chú ý khác. Quý vị và quý bà con thân mến, nói không với thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, kích thích tăng trưởng là nguyên tắc của những vườn rau hữu cơ bắt đầu hình thành ở Đạ Sa, Lạc Dương. Phân hữu cơ tự ủ, còn thuốc bón lá làm từ sữa bò và trứng gà. Chi phí này thấp hơn rất nhiều so với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Theo các hộ đồng bào tại đây, hiệu quả kinh tế mà rau hữu cơ mang lại rất lớn. Bởi trong khi mọi người bán sản phẩm ra ngoài thị trường được thương lái thu mua sản phẩm loại 1 với giá 8.000 đồng, còn lại là hàng xả, loại bỏ. Còn sản phẩm hữu cơ 100% được công ty thu mua với giá 15.000 đồng đổ đều. Nếu như cây nào hư hoặc không có bông cũng được hỗ trợ 3.000 đồng một gốc. Từ khi tham gia sản xuất rau hữu cơ cho công ty, chất lượng rau được nâng lên, giá bán tăng cao, cuộc sống của nhiều gia đình ở đây được thay đổi. Vâng, như quý vị và bà con thấy đấy, chúng ta đang nói nhiều về sản xuất sạch bởi đây là xu hướng chung của cả thế giới. Thực tế thì như câu chuyện ở huyện Lạc Dương vừa rồi đã và đang là mô hình sản xuất thành công tại nhiều địa phương. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã tham gia nhiều trang trại sản xuất rau, quả, thực phẩm an toàn. Tuy nhiên thực tế thì đầu ra của sản phẩm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để mua hàng hóa đúng chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Song, thực tế vẫn có không ít đơn vị dù có sản phẩm tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế vẫn đang chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm. Sản xuất theo quy trình thì chúng tôi phải có tất cả những cái chứng minh rằng chúng tôi làm vườn cây đó là nó an toàn thực phẩm, ăn sạch. Một số siêu thị người ta chấp nhận nhưng mà với số lượng nó còn ít. Sản xuất sạch, an toàn là trách nhiệm cần có của mỗi người sản xuất. Sau một thời gian dài, việc sản xuất các sản phẩm nông sản chạy theo sản lượng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan và người sản xuất hầu như không chịu trách nhiệm. Thị trường vốn hình thành nên một mặt bằng giá thấp hơn, người tiêu dùng vốn quen với điều đó. Ở đây là đang niêm yết giá là khoảng 30.000 một ký rau củ quả, nhưng ở chợ thì có thể là nó rẻ hơn. Nhưng mà thực tế là mình thấy nhìn thấy là rau củ quả ở đây là nó không được đẹp, không được xanh, không được mướt như ở ngoài chợ, nhưng mà mình mua thì mình vẫn cảm thấy yên tâm hơn, cho nên là mình cũng chấp nhận là cái giá thị trường. Đã có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối thị trường cho sản phẩm nông sản, đảm bảo các yêu cầu chất lượng được các cơ quan chức năng tổ chức. Qua đó giúp các đơn vị sản xuất, các đơn vị phân phối bán lẻ cùng gặp nhau, cùng liên kết đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Nhưng số lượng các sản phẩm sạch, an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến người tiêu dùng vẫn chưa nhiều. Phần lớn sản phẩm dù sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vẫn phải bán trôi nổi, cạnh tranh với sản phẩm cùng loại chất lượng kém hơn trên thị trường. Liên tục chương trình, trồng cây cù nèo giúp nông dân hái ra tiền. Chuyện nhà nông, phát triển cây dược liệu trên vùng đất Hờ Bang, Gia Lai.
khẳng định thế mạnh dịp Hạ Châu tại huyện Cát Tiên. Quý vị và bà con thân mến, chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin chia sẻ với quý bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến một số mô hình sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Quý vị thân mến, trong những năm qua, nhiều bà con nông dân tại xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã chuyển đổi một phần diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, trồng cừu nèo là một trong những loại rau màu được bà con nơi đây lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình bởi dễ trồng và đầu ra ổn định, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình trồng cừu nèo. Gia đình ông Phạm Văn Lợi em và bà Trần Thị Hải, ngụ ấp Hòa Thọ, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, có 5 công ruộng. Trước kia trồng lúa kém hiệu quả, đời sống gia đình khó khăn, nhờ tính cần cù chịu khó, tìm hiểu nhiều loại cây rau màu để phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Lúc đầu gia đình ông Lợi em thấy cừu nèo mọc xung quanh nhà xanh tốt và các đem ra chợ bán, thấy nhiều người tiêu dùng cũng ưa chuộng. Ông bắt đầu nhân giống, trồng thử nghiệm trên một công đất ruộng. Sau vài năm trồng, ông thấy thu nhập ngày càng khá, ông nhân rộng cả 4 công đất còn lại. Hiện tại mỗi ngày thu nhập bán cừu nèo của gia đình là từ 700 đến 800 ngàn đồng. Đời sống kinh tế gia đình ổn định và thoát nghèo. Khổ như là mần không đủ ăn vậy đó, gia đình nó thiếu túng vậy, nó bẩn chật vậy đó. Rồi sau này có mời chồng ba cái cù nèo nè, nó phát triển rồi mẹ nhân ra đó. Bây giờ này nó cũng khấm khá đỡ. Cù nèo từ lúc trồng đến khi thu hoạch là một tháng, với giá bán một bó 10.000 đồng, mỗi ngày từ 600 đến 800 bó, thu lợi nhuận trên 500.000 mỗi ngày. Với mức thu nhập như vậy, mỗi năm người dân có lãi trên 200 triệu đồng. Trồng cù nèo chi phí thấp nhưng lãi cao và được thu hoạch quanh năm. So với trồng lúa thì trồng cù nèo lãi gấp 3 đến 5 lần tính trên cùng một diện tích đất canh tác. Đồng thời đây là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc. Chuyển qua một câu chuyện đáng chú ý khác. Quý vị và quý bà con thân mến, nho là cây trồng đặc thù của Ninh Thuận. Cây nho đã giúp cho nhiều nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đặc biệt, hiện nay không chỉ nổi tiếng với những trái nho tươi như nho đỏ, nho xanh, nho đen. Nông dân Ninh Thuận còn chế biến các sản phẩm từ nho như mật nho, siro nho, mứt nho, nho khô. Đặc biệt, vang nho Ninh Thuận đã trở thành thương hiệu và đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Trang trại nho Ba Mọi, tỉnh Ninh Thuận là một trong những điểm du lịch thu hút đông khách trong và ngoài nước tham quan. Khách du lịch khi đến tham quan tại trang trại nho Ba Mọi còn được thưởng thức các sản phẩm từ nho. Kể từ năm 2006, với sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là nhất là Sở Khoa học Công nghệ, chúng tôi đã nhận một cái chuyển giao, đó là sản xuất vang quy mô nhỏ. Ngoài ra thì tại cơ sở cũng đã có sản xuất một số sản phẩm khác, siro, nho sấy, v.v. để mà đa dạng cái sản phẩm được làm từ nho. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 200 cơ sở chế biến vang nho, rượu nho và các sản phẩm sao nho như siro nho, mật nho, mứt nho. Nho là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, nên ngoài nho tươi, các sản phẩm được chế biến từ nho được người tiêu dùng và du khách ưa thích. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với trang trại đến là vào là quy mô rất là rộng lớn và rất là quy củ và rất là phong phú các loại nho. Đối với nho truyền thống rồi các loại nho để làm rượu vang, nho xanh, nho đỏ gì vào nhìn rất thích mắt. Ở trang trại thì thấy mọi người đã chế biến ra được rất là nhiều cái sản phẩm phong phú để cho mình có nhiều sự lựa chọn. Hiện nay, các sản phẩm sao nho của Ninh Thuận đã có mặt ở các siêu thị, nhà hàng, chợ trên cả nước. Nhiều nhất là các thị trường lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong đó những nhãn hiệu vang Ba Mọi, Viết Nghi, Trí Hiệp, Thiên Thảo, Mỹ Hòa, Lan Anh đã được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định vị trí trên thị trường. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 680 triệu USD, đây là giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc tính đến hết quý 1 năm 2019. Theo con số thống kê đầy của Hải quan Việt Nam, với giá trị trên 680 triệu USD, xuất khẩu rau quả Việt Nam đã giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc hiện là thị trường mang lại kim ngạch xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam và chiếm thị phần ngày càng tăng trong cơ cấu xuất khẩu của ngành hàng này, từ chỗ chiếm 28% vào năm 2013, vươn lên chiếm gần 76% thị phần xuất khẩu của rau quả Việt Nam năm 2017. Hiện có 9 loại trái cây của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm xoài, thanh long, nhãn, chôm chôm, vải, chuối, mít, dưa hấu và măng cụt.
việc kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Trung Quốc lần đầu tiên sụt giảm sau nhiều năm liên tục tăng trưởng. Nguyên nhân được cho là do nước này mạnh tay kiểm soát nhập khẩu tiểu ngạch và thắt chặt các quy định về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Và đó cũng chính là lý do chè chừng cho mục tiêu xuất khẩu năm 2019 của ngành rau củ. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, phát triển sản xuất cây dược liệu là hướng quan trọng giúp đa dạng hóa các mặt hàng nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân và cung cấp nguyên liệu để sản xuất thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe của người dân và hướng tới xuất khẩu. Chính vì lẽ đó mà bà con nông dân tại nhiều địa phương trên cả nước đã biết cách tận dụng ưu thế về điều kiện và khí hậu thổ nhưỡng, phát triển cây dược liệu cho giá trị cao. Sau đây là những câu chuyện đáng chú ý liên quan đến phát triển dược liệu tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng. Năm 2008, gia đình ông Đinh Huyên cùng với các hộ dân ở xã Đắc Rông, huyện Cờ Bang đã tham gia trồng cây sa nhân tím. Với khả năng chịu hạn tốt, chăm sóc dễ dàng, giá trị đem lại cao, cây sa nhân tím đã mang lại nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thu hạt và mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số tại địa phương. Các năm vừa qua được Đảng, Nhà nước quan tâm là đã hỗ trợ cho làng cái hiệu quả của cái sa nhân tím là đạt. Nhờ phù hợp về điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết, một số mô hình cây dược liệu đã phát triển tốt và đem lại hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Tận dụng cái đất trống và đất dưới tán rừng có độ che phủ thì để phù hợp với cây sa nhân thì chúng tôi triển khai và tiếp tục là bà con nhân rộng trong làng để cho tạo thêm cái nguồn thu nhập cho bà con. Hiện nay huyện Cờ Bang đang tiếp tục triển khai một số dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng nhằm bảo tồn được các chủng loại dược liệu quý, đồng thời mở ra hướng mới trong chuyển đổi cây trồng phù hợp với phương thức canh tác của đồng bào tại địa phương. Quý bà con thân mến, cây Diệp Hạ Châu là một loại cây dược liệu được huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng quy hoạch trồng thí điểm từ năm 2011. Đến thời điểm hiện tại, diện tích cây Diệp Hạ Châu đã tăng lên 80 hectare cho năng suất bình quân trên 32 tạ trên 1 hectare. Sản phẩm khô thu được khoảng 260 tấn, có thể khẳng định cây Diệp Hạ Châu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Cát Tiên. Theo kết quả phân tích của Viện Công nghệ Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, thì hàm lượng các dược chất có ích trong Diệp Hạ Châu trồng ở huyện Cát Tiên đều đạt cao về định lượng dược chất, đáp ứng được yêu cầu sản phẩm dược liệu. Nhờ Diệp Hạ Châu, nhiều hộ gia đình đã thay đổi được đời sống kinh tế hàng ngày. Nhà cô thì có 6 rưỡi vườn thôi, nhưng mà mấy năm trước là cô trồng bắp. Nhưng mà trong khi huyện là triển khai sang là cấy Diệp Hạ Châu thì nhà cô cũng có cấy. Cấy thì đúng là năng suất nó cũng hơn những cây trồng khác thật. Diệp Hạ Châu là cây trồng mới đưa vào canh tác thử nghiệm và nhân rộng trong thời gian ngắn. Do vậy, người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng vào sản xuất thâm canh. Cái cỏ là phát triển nhanh hơn cái Diệp Hạ Châu dọn đầu, cho nên công lòng cỏ rất là nhiều. Và đặc biệt cái Diệp Hạ Châu này khi trồng là bà con là không dùng thuốc cỏ được, mà hoàn toàn là làm cỏ bằng tay. Đây cũng là một cái tiêu chí sản phẩm sạch. Thì trung tâm nông nghiệp luôn là cùng bà con là hướng bà con là xuất theo cái quy trình Việt Gáp để bảo đảm chất lượng cái thuốc. Và cái thứ hai là đối với Diệp Hạ Châu đây là cái phơi phong mùa mưa thì rất là khó. Có rất nhiều hộ là muốn diện tích nhiều nhưng mà cũng không thể làm được, chỉ làm tích nhỏ là đủ cái sức canh tác của mình và phơi phong của mình thôi. Mục tiêu đến năm 2020, diện tích cây Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên sẽ đạt 150 hectare, đảm bảo các tiêu chuẩn và quy trình từ trồng trọt, thu hái, bảo quản, chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế của nhãn hiệu Diệp Hạ Châu Cát Tiên. Cây Diệp Hạ Châu thì được thực hiện trên địa bàn huyện Cát Tiên trong nhiệm kỳ qua. Và qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì khẳng định rằng cây Diệp Hạ Châu có những cái hàm lượng vượt trội so với những địa bàn khác và cũng được huyện đánh giá là một cái hướng đi phù hợp với cái chất đất và cái điều kiện phát triển của huyện Cát Tiên. Chính vì vậy cho nên trong thời gian đến thì huyện đang có chủ trương kết hợp với công ty cổ phần dược Laropa sản xuất Diệp Hạ Châu theo tiêu chuẩn GACP trong trồng trọt, thu hái, chế biến và bảo quản nhằm góp phần nâng cao cái chuỗi giá trị trong sản xuất và cũng thỏa mãn được cái mong đợi của người dân. Được biết đến năm 2020, công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladofa và Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên sẽ tiến hành xây dựng nhà máy thu mua và sơ chế Diệp Hạ Châu tại chỗ, đồng thời tiến hành dạy nghề và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân trồng Diệp Hạ Châu.
Đây là tín hiệu vui giúp nông dân làm giàu và khẳng định được thế mạnh của diệp hạ châu ở Cát Tiên. Quý bà con thân mến, nội dung thú vị vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.